nói đến đèn năng lượng mặt trời tất cả anh em đều biết rằng thương hiệu zl solarlight một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất hiện nay à, trong video này em giới thiệu đến các bác mẫu đèn năng lượng mặt trời có công suất là 500 w của thương hiệu zl solarlight với thương hiệu zl solarlight luôn mang đến mẫu mã cực kỳ đẹp và đảm bảo về cái chất lượng được anh em sử dụng rất là nhiều à, với chiếc đèn này đạt IP67 và nó được biên chế là 60 bóng LED mắt ngọc siêu sáng 5730. Đặc biệt, chiếc đèn này nó có một cái khối lượng pin lưu trữ lithium lên tới 3600 mAh giúp cho các bác chiếu sáng liên tục từ 12 đến 15 giờ. Đấy. Kèm theo là tấm pin năng lượng mặt trời có chiều dài là 70 cm, chiều rộng là 35 cm. Sau đây, anh em nhìn qua cái thông số kỹ thuật của tấm pin. Pin năng lượng mặt trời có công suất là 35W với cái điện áp hở mạch là 7,2V và cái công suất danh định là 6,5A. Đấy như vậy anh em có thể thấy hiệu suất rất là cao, giúp cho anh em sạc trong mùa hè cũng như mùa đông đủ anh em sử dụng thoải mái trong 12 đến 15 giờ. Cách kết nối đầu vào của đèn năng lượng mặt trời anh em sẽ đấu với cái đầu rắc ra của tấm pin năng lượng mặt trời là xong các bác có thể quan sát đầy đủ phụ kiện để cho các bác lắp đặt ở ngoài trời trong trường hợp các bác muốn lắp ở trong nhà phòng khách hoặc gian bếp thì em sẽ tặng các bác một cái dây dẫn dài 5 mét các bác đặt tấm pin năng lượng mặt trời lên mái tôn còn đèn năng lượng mặt trời các bác lắp ở trong bếp trong nhà Đấy, thì như vậy các bác có thể sử dụng đa năng ở trong nhà hoặc là ở ngoài trời. Với cảm biến rất là thông minh, các bác chỉ việc sử dụng chiếc điều khiển trên tay em đang cầm đây. Các bác có thể cho hẹn giờ, các bác có thể chạy tự động, các bác có thể điều chỉnh ánh sáng thấp hoặc là ánh sáng cao tùy theo cái mục đích sử dụng của mình. Với chiếc đèn này vận dụng ở những nơi không có điện lưới hoặc là thay thế điện lưới rất là hiệu quả. Mỗi tháng các bác chi phí tiết kiệm được rất nhiều tiền điện. Sản phẩm này bên em đang bảo hành là 2 năm Giá của sản phẩm thì em đã để dưới phần mô tả Các bác có thể vào tham khảo Sau đó các bác đặt hàng Các bác đặt hàng thì các bác nhắn địa chỉ ở phía dưới Bên em sẽ có trách nhiệm liên hệ lại Để chốt sản phẩm gửi hàng cho các bác à, Cuối video xin chúc các bác và gia đình Luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn